Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tổng Bí thư Lào gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã gửi thư chúc mừng. Trân trọng đăng tải toàn văn thư chúc mừng. Đồng chí Tô Lâm kính mến, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân danh cá nhân, tôi vinh dự và nhiệt liệt chúc mừng đồng chí đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vào ngày 3 tháng 8. Việc đồng chí được bầu giữ chức vụ quan trọng này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với năng lực, kinh nghiệm phong phú và những thành tích nổi bật của đồng chí trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, tổ chức triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành mục tiêu xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi khẳng định sẽ sát cánh cùng với đồng chí và tất cả đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta, cũng như góp phần phát triển vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp quan trọng và đầy ý nghĩa này, tôi xin chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp vinh dự và cao cả của đồng chí. Trân trọng, Thongloun Sisoulith, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen đã gửi điện mừng nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng viết: Đồng chí kính mến, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, tôi bày tỏ vui mừng và chúc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 diễn ra ngày 3 tháng 8 năm 2024. Việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam về năng lực và sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Việt Nam cũng như trong khu vực. Trong nhiệm kỳ lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, tôi tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng ngày càng đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước và của hai dân tộc chúng ta. Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất. Chuyến thăm Lào và Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm. Sáng 11 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Prayut Samdech Prayut Boromnet Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm tới Lào và Campuchia từ ngày 11 đến 13 tháng 7 của Chủ tịch nước Tô Lâm. Tháp tùng Chủ tịch nước Tô Lâm có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước. Tham gia đoàn còn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Trợ lý Chủ tịch nước Tô Ân Sô. Ý nghĩa to lớn của chuyến thăm.
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức. Việc Chủ tịch nước thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên này có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước. Dự kiến, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức, có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước, theo nhận định từ Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cũng cho biết đây là dịp thuận lợi để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng ra soát các thỏa thuận cấp cao, những lĩnh vực hợp tác quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm cũng là thông điệp khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước, là dịp để các lãnh đạo rà soát các thỏa thuận cấp cao, các lĩnh vực hợp tác quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới. Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và khối ASEAN. Bình luận về điểm nhấn trong quan hệ giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết, hợp tác quốc phòng an ninh đang ngày càng trở thành trụ cột, góp phần vào việc giữ vững ổn định, an ninh, chính trị xã hội ở mỗi nước, đặc biệt là tại khu vực biên giới. Ba nước đều kiên định nguyên tắc không cho phép thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hành động chống phá nước kia. Ba nước cùng phát huy cơ chế hợp tác như hội nghị thường niên giữa các bộ trưởng công an, bộ trưởng nội vụ, cuộc gặp thường niên giữa các bộ trưởng quốc phòng và diễn tập chung giữa quân đội ba nước về cứu hộ, cứu nạn. Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại tiếp tục tiến triển. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào, hiện có 255 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn 5,5 tỷ USD. Các kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào được triển khai thường xuyên, kịp thời trao đổi, tìm giải pháp tăng cường hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất của Lào và hiện có 255 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng số vốn 5,5 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và lớn nhất của Campuchia trong ASEAN và Việt Nam hiện có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Lào và Campuchia đều là những quốc gia đứng đầu trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam đầu tư ở nước ngoài. Việt Nam luôn ưu tiên hỗ trợ Lào và Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Số sinh viên trao đổi giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia ngày càng tăng với chất lượng ngày một cao, theo Thứ trưởng. Hợp tác giáo dục, đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ba nước. Việt Nam và Lào, Campuchia đều dành ưu tiên cao cho việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ về giá trị lịch sử đoàn kết gắn bó, truyền thống hữu nghị và hy sinh cho nhau giữa ba nước. Bên cạnh đó, Việt Nam luôn ưu tiên hỗ trợ Lào và Campuchia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Số sinh viên trao đổi giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam và Campuchia ngày càng tăng với chất lượng ngày một cao là nguồn nhân lực đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi đất nước. Đồng thời là nền tảng hết sức quan trọng thúc đẩy trao đổi văn hóa, tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân ba nước. Hợp tác trên các lĩnh vực như giao thông vận tải, văn hóa xã hội, du lịch khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, công tác giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia có bước tiến mới là tiền đề cho việc tạo điều kiện ngày một tốt hơn cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ở Campuchia. Quốc vương Norodom Sihamoni gần đây đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho 3 trường hợp người gốc Việt. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Lào và Campuchia. Đây là dịp để các lãnh đạo cấp cao cùng rà soát các thỏa thuận cấp cao, các lĩnh vực hợp tác quan trọng và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới. Chuyến thăm chắc chắn sẽ tạo xung lực mới nhằm phát triển sâu sắc hơn, toàn diện hơn và mạnh mẽ hơn. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam, Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam, Campuchia. Ngoài ra, chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ với hai nước, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và khối ASEAN.
Chuyến thăm này mang thông điệp khẳng định sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, có sự gần gũi về địa lý, sự gắn kết về lịch sử văn hóa, ba đảng lãnh đạo ở ba nước có chung một nguồn gốc là Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhân dân ba nước đã đoàn kết, gắn bó, hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước như hiện nay. Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia. Chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ với hai nước, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và ASEAN. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!